nó tưởng chị cười với anh hết hồn. Anh quảng hồn. Đen là màu vàng á? Không, gold nó hơi kia, còn vàng là nó bị vàng ché nè. Vàng là yellow, nó giống màu vàng. Chị đang nói gì vậy ta? Thì đó, thì kết cấu nó cũng rất là kết cấu. Chị thì sợ ăn ớt đó, nhưng mà cái vị ớt đó, nó rất là ớt. Thì chọn loại ớt không cay cho mình. Dạ, hôm nay chính thức là một sân khấu debut dành cho ba chị em chúng tôi là chị Huyền Baby, bé Hakino và tôi, Dương Lan Ngọc. Trong cái chương trình Chị Đẹp á, thì đã móc ra được ba bé đầu tiên để đem đi debut trước. Thì trong tiết mục này là mọi người có thể thấy được là Ngọc, Hà rồi hay là chị Huyền á, là nhảy múa tưng bừng, người ta gọi là thời tới cản kịp, chưa gì hết mà bắt đi hát rồi. Nhưng mà tiếc quá có mình chị Huyền được hát à, còn hai chị em còn lại. Nhưng mà tôi có một cái ý kiến như thế này, tại sao cái bình này là công ty tôi làm cho tôi nhưng chớ hề làm đúng hình tượng của tôi, em có thấy như vậy không? Chị không thể nào mà mập như vậy được. Chị mập như vậy rồi còn chu mỏ nữa. Rồi hai cái máy này hả, như là gọi là Dracula. Giống nhìn giống Shizuka. Shizuka hả? Bởi vì chị có Doraemon nhiều quá nên các bạn làm theo như vậy hả? Nhưng mà thôi không sao hết, cảm ơn các em vì đã vẫn còn nhớ tới chị. Cho tới ngày mà chị tặng các chị đẹp xong là khoảng 2 tháng sau chị mới nhận được cái ly này. Em nghĩ là chị đã xem lại đi, xem chị có làm gì các bạn ở công ty không nha. Chị nghĩ là chị không phải là người của công ty nữa rồi. Đừng mượn danh tôi nữa, dừng lại đi. Tay vậy mà đang không dính với mình. Nhưng mà bộ đồ của người ta rất là xinh, kết cấu hài hòa. Một bộ đồ mà ấn tượng, gây ấn tượng biết bao nhiêu là chị đẹp khi mà bước vào cái phòng trang phục. Vậy mà tim tôi. Rồi em đã có một cái tip cho video này rồi. Lan Ngọc lèm đèm ngày đầu review. Trời tôi run quá à. Thì có đến lần nào mà có event mà biểu diễn đồ là hả, bệnh hoạn nha. Hôm nay là bị nghẹt mũi nữa. Thank you.
đúng rồi. Ý là chị muốn là anh rốt vô của chị nó rộng quá như vậy nè. Cái bụng sân khấu nãy thôi em bị gom nhỏ quá. Xong hết cái này em gom vô chị Thành. Hết cái này gom vô. Rồi. Được bài chưa? À ý là lát đi bơi á. Chị em nhắn của anh Nhật. Chị em xin tiền viết. Lại 2.000 tiền viết không? Dạ đúng rồi. Dạ là 2.000 đôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi rồi. Nhà thành tướng tôi sẽ nhanh lắm các bạn. Con đừng nói nữa. Em đang chăm chưa gì cũng được luôn. Tại rồi, tự đưa cả tiền viết. Em yêu. Gọt đi nữa. Trời ơi, vậy đây, vậy đây, vậy đây. Không, mấy cái đó, tiền đó đi. Dạ rồi, xong rồi. Thôi, đi ra. Cái này là hai cool hay solo? Camera giống như solo vậy. Giống solo. Ai dạy chị cái chiêu đó? Cái đó là tập tập luyện giọng. Lát nữa chị làm. Nhưng mà cơ bản vậy mà được như thấy là tập cái chiêu của mình. Ngày càng bên ngoài. Nó tưởng chị cười với anh hết hồn. Anh quảng hồn. We'll be right back.
Cho chị cái clip đi. Cho chị cái clip đi. Kêu 28/10 nhá. Tập xem. Chưa. Chị nói là 28/10 chị. Nhớ để xong phát sóng nha. 1 2 3. Cả nhà ơi, 28/10 chị em đang có rẻ sống phát sóng. Các bạn đã thấy tôi ở trailer tập 1 chưa ạ? Ở nước Hàn ơi, nước Hàn mọi người.